Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy Lào Cai sơ kết một năm triển khai chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định 08 của tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh tại cụm số 3. Lào Cai tích cực tổ chức nhiều hoạt động tri ân tới các gia đình liệt sĩ. Lực lượng cảnh sát công an huyện Mường Khương vững vàng trên trận tuyến phòng chống tội phạm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 18 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lý Thị Vinh, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định số 08 của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cụm số 3 gồm thành phố Lào Cai, huyện Sapa và huyện Bát Sát. Sự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, Thường trực huyện ủy, trưởng các ban đảng, bí thư các đảng ủy các xã, thị trấn, bí thư chi bộ cơ sở tiêu biểu của thành phố Lào Cai, huyện Sapa và huyện Bát Sát. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian nghe báo cáo tham luận của các địa phương. Qua triển khai chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định số 08 của tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, gắn với tình hình từng địa phương, đơn vị, trong đó thành phố Lào Cai gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Sapa gắn với xây dựng môi trường du lịch văn minh lịch sự, Bát Sát gắn với chuyển dịch cơ cấu xóa đói giảm nghèo. Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, quy định số 08 của tỉnh ủy đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng chỉnh đốn, đẩy lùi các hiện tượng suy thoái đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo nhân dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại như chưa thực hiện đúng tiến độ việc xây dựng quy định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc đổi mới lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, triển khai thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện chỉ thị 05, công tác kiểm tra, giám sát và biểu dương điển hình tiên tiến có nơi chưa kịp thời. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự năng động, sáng tạo trong công tác triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định số 08 của tỉnh ủy tại các địa phương cụm số 3. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới thiết thực hiệu quả hơn nữa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm các cấp các ngành cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Về nhiệm vụ cụ thể thì chúng tôi đề nghị thế này. Trong hai hội nghị mà đã triển khai rồi thì đều thấy rằng là chúng ta cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa cái việc là nghiên cứu, quán triệt chỉ thị số 05. Và chúng tôi cho rằng là chỉ thị số 05 đã nêu rất rõ những cái nội dung rất cơ bản và cốt lõi mà chúng ta cần phải tổ chức triển khai thực hiện. Và cũng nêu rất rõ rằng trách nhiệm của chúng ta như thế nào. Và chúng tôi cũng đề nghị là hôm nay thì chúng ta tiếp tục về nghiên cứu quy định 08 của tỉnh ủy. Và chúng tôi cho rằng là nếu như mà không có 08 thì chắc chắn các đồng chí còn lúng túng hơn nữa. Báo cáo với các đồng chí như vậy, thì chúng tôi đề nghị là dành thời gian để nghiên cứu sâu sắc kỹ lưỡng hơn nữa. Chúng ta đang có một cái bệnh, đó là bệnh lười nghiên cứu tài liệu. Báo cáo đồng chí như vậy, rất lười nghiên cứu tài liệu, cho nên là trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì nó không sát với tình hình thực tiễn và có những vấn đề mà tỉnh đã hướng dẫn nhưng mà chúng ta lại không thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp các ý kiến phát biểu tại hội nghị để nghiên cứu bổ sung và báo cáo chung của tỉnh ủy về tổng kết một năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định số 08 của tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố, huyện Sapa, Bát Sát cần nghiêm túc rút kinh nghiệm,
tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa huyện Sapa đã có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vào ngày 26 tháng 6, bà Má Thị Sùng ở xã Sapa nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi khám bệnh, khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Sapa chẩn đoán bệnh nhân bị sỏi niệu quản phải. Phương pháp điều trị là mổ lấy sỏi. Đây là một kỹ thuật rất khó và phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao, kinh phí lớn. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình người bệnh rất khó khăn, không có điều kiện chuyển tuyến. Nhưng với sự tận tình cứu chữa người bệnh, đến nay sức khỏe của bà Má Thị Sùng đã dần hồi phục. Thầy vừa thầy ấm lâu rồi, nên là thì về đây bác sĩ thì chữa viện là mùa xuân, thì khỏe rồi, nhưng mà 2 ngày 3 ngày nó bác sĩ thì ra bệnh về thôi. Còn chị Má Thị Cở, xã Hồ Thảo, nhập viện vào ngày 9 tháng 7 trong tình trạng hôn mê. Sau khi khám, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện chẩn đoán chị bị ngộ độc phốt pho hữu cơ do uống thuốc trừ sâu. Sau 2 ngày điều trị, chị đã qua khỏi cơn nguy kịch. Em lên bệnh viện từ tối thứ bảy rồi, bây giờ tình trạng của em vẫn tốt rồi, sức khỏe của em bây giờ cũng đỡ đỡ rồi. Và lên trên bệnh viện này, cũng bác sĩ cũng điều kiện cho em rất tốt. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều bệnh nhân đã được Bệnh viện Đa khoa huyện Sapa tìm lại sự sống cho họ khi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Riêng trong 6 tháng đầu năm, Bệnh viện Đa khoa huyện và 5 phòng khám khu vực đã khám cho trên 19.500 lượt người. Trong đó đã điều trị nội trú cho gần 5.800 bệnh nhân, đạt 63,5% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả này có được chính là sự nỗ lực của cả tập thể đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sapa. Từ việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn đến việc rèn luyện y đức, tác phong nghề nghiệp. Sau khi học xong cao học về, thì 2 năm vừa rồi tôi cũng đi học nâng cao về chuyên môn, về triển khai những cái việc khó tại bệnh viện, huyện để thực hiện giúp mổ cho những bệnh nhân đồng bào ở huyện không có điều kiện khó khăn, không có điều kiện chuyển lên tuyến trên, cũng cố gắng tiếng Mông để tôi nói thêm tiếng Mông và tiếng Dao để giúp cho đồng bào. Thực hiện cái việc học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thì Đảng bộ bệnh viện đã thực hiện đồng loạt các cái nhiệm vụ mà gắn cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị là đơn vị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vào cái theo cái thực hiện nhiệm vụ chỉ thị 05. Đó là chúng tôi đã đồng loạt đã triển khai một hệ thống từ các cá nhân, các cán bộ cho đến tận các khoa phòng và từ ban giám đốc cho đến các cái tập thể và các cái phong trào. Ví dụ như là chúng tôi trong một loạt các cái cán bộ trong thời gian vừa qua đi học để nâng cao trình độ, để triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới. Cái thứ hai là nâng cao khả năng và kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với bệnh nhân để là bệnh nhân đến được chăm sóc làm sao mà chu đáo và bệnh nhân được đến không những chăm sóc chú đáo mà bệnh nhân cũng phải hài hòa và bệnh nhân cảm thấy hài lòng. Hiện nay Bệnh viện Đa khoa huyện Sapa đã đưa một số dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến lần đầu tiên được thực hiện thành công tại bệnh viện như cắt túi mật, lấy sỏi niệu quản, u nang tuyến giáp, phẫu thuật chỉnh hình, mổ lấy thai lần 2, lần 3. Kết quả khám chữa bệnh đã tạo được niềm tin cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bà con, giảm thiểu tình trạng quá tải người bệnh lên bệnh viện tuyến trên, giảm chi phí chữa bệnh cho người bệnh. Sáng nay 18 tháng 7, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch ủ su trẻ toàn quốc năm 2017. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Vũ Văn Trung, trưởng bộ môn ủ su, Tổng cục Thể dục Thể thao, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Đây là lần thứ hai Lào Cai đăng cai tổ chức giải vô địch ủ su trẻ toàn quốc. Giải năm nay quy tụ hơn 500 vận động viên nam nữ đến từ 30 đơn vị là các tỉnh, thành phố trong cả nước và hai ngành công an, quân đội. Trong 5 ngày tranh tài, các vận động viên thi đấu ở hai nội dung, tao lu và tán thủ theo 3 nhóm tuổi. Tham dự giải vô địch ủ su trẻ toàn quốc năm nay, đoàn Lào Cai có 20 vận động viên tranh tài ở 20 hạng cân nội dung tán thủ.
Giải vô địch USU trẻ toàn quốc là một trong những giải đấu quan trọng được tổ chức thường niên nằm trong hệ thống các giải thi đấu thể thao thành tích cao toàn quốc. Đây là dịp để kiểm tra đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện bộ môn võ thuật USU của các địa phương và các ngành, là cơ hội để huấn luyện viên, vận động viên, những người làm công tác thể thao ở các tỉnh, thành phố trong cả nước được gặp gỡ, giao lưu, thi đấu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ. Qua giải đấu, ban tổ chức sẽ tìm ra những vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển USU quốc gia. Dự kiến giải sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 7. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn báo chí bắt đầu từ thời điểm này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí vào chiều thứ hai hàng tuần. Và cuộc họp cung cấp thông tin đầu tiên đã được tổ chức vào chiều ngày 17 tháng 7. Dự họp có ông Vương Trinh Quốc, Chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, ông Vương Trinh Quốc, Chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định, phương châm của tỉnh Lào Cai là đề cao tinh thần tương tác, tích cực cung cấp thông tin qua các kênh truyền thông để truyền tải các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những chủ trương định hướng lớn của tỉnh đến với người dân doanh nghiệp một cách tốt nhất. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã cung cấp thông tin về tình hình chính trị, kinh tế xã hội, công tác chỉ đạo giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm trong tuần qua cho các cơ quan thông tấn báo chí. Trong đó, ba vấn đề nổi bật được quan tâm trong tuần đó là việc xô xát giữa hai đoàn khách trên quốc lộ 4D đoạn qua địa phận huyện Sapa diễn ra ngày 9 tháng 7 đến nay đã được giải quyết ổn định, hai bên đồng ý hòa giải và nhất trí không khiếu kiện. Tình trạng ô nhiễm ở khu công nghiệp Tằng Lỏng, huyện Bảo Thắng và tình hình mưa lũ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, các cơ quan thông tấn báo chí đã nêu một số vấn đề khó khăn trong quá trình tác nghiệp và mong muốn các ban ngành của tỉnh tích cực cung cấp thông tin, phối hợp trả lời rõ ràng, nhanh chóng, kịp thời để đáp ứng nhu cầu thông tin cho báo chí. Hiện nay, có rất ít tỉnh thực hiện việc cung cấp thông tin báo chí hàng tuần. Việc Lào Cai triển khai thực hiện được xem là bước đột phá trong công tác phối hợp tương tác với báo chí. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí cũng cam kết sẽ đồng hành, phối hợp cùng tỉnh Lào Cai trong công tác tuyên truyền, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ngày 17 tháng 7, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 tại huyện Mường Khương. 6 tháng đầu năm 2017, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cơ bản đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Một số lĩnh vực tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo đúng tiến độ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan đơn vị được quy định kịp thời. Công tác xây dựng chính quyền được duy trì ổn định. Việc đào tạo bồi dưỡng theo các chức danh đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác thanh tra kiểm tra được tăng cường, góp phần ngăn ngừa những sai phạm. Các phong trào thi đua yêu nước đã có những tác động tích cực, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định. Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời đề nghị của các tổ chức tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. 6 tháng cuối năm, ngành nội vụ Lào Cai sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích ưu đãi tài năng, quy định tạm thời về thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, quy chế về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh, tiếp tục hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện các chế độ quy định về văn thư lưu trữ. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ. Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, vừa qua tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sapa đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề Hát mãi khúc quân hành do Đoàn Thanh niên Trung tâm tổ chức. Tham dự chương trình có 40 thương binh trong thời gian điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe theo chế độ tại Trung tâm, thương binh hội cựu chiến binh thị trấn Sapa và đoàn viên thanh niên chi đoàn thị trấn Sapa. Tại buổi giao lưu văn nghệ, các đoàn viên thanh niên chi đoàn Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sapa và chi đoàn thị trấn Sapa đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, dành cho những con người đã cống hiến một phần xương máu của mình cho độc lập dân tộc.
ngoài các tiết mục múa hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ghi nhớ công ơn các thương binh liệt sĩ, ngợi ca quê hương đất nước do đoàn viên thanh niên thể hiện, chương trình còn được nghe các tiết mục đọc thơ kể lại những câu chuyện trong thời chiến đầy cảm động của các thương binh đã để lại ấn tượng cho những người tham dự đêm giao lưu văn nghệ. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua Đảng, Nhà nước và nhiều tổ chức đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân những người đã hy sinh cống hiến cho Tổ quốc. Những việc làm ấy đã làm vơi đi những khó khăn của người có công và gia đình họ, khẳng định giá trị truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Bước sang tuổi 95, bà Phạm Thị Tị đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời mình. Tâm nguyện đã kéo dài 4 thập kỷ, đó là đưa hải cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Hoàn từ Nghĩa Trang Châu Thành, Tây Ninh về Nghĩa Trang huyện Văn Bàn. Vậy là sau 39 năm, gia đình mẹ mới có cơ hội đoàn tụ, mặc dù là cuộc đoàn tụ trong nước mắt. Bà muốn mong con về đấy, giờ thì được ấm áp rồi, thì giờ thì mong con ở đây không phải đi xa nữa. Và đây là những hình ảnh hết sức trang nghiêm, xúc động trong buổi lễ tiếp nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Hoàn tại Nghĩa Trang Liệt sĩ huyện Văn Bàn. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, gia đình liệt sĩ Hoàn đã được phần nào an ủi trước những mất mát, đau thương. Huyện Văn Bàn hiện có 363 liệt sĩ, trong đó đã có 62 hải cốt liệt sĩ được di chuyển, quy tập về Nghĩa Trang huyện. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các xã, thị trấn, tiếp nhận những đề nghị, tâm tư, nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ về việc di chuyển mộ. Trong 2 năm qua, đã có thêm 8 hải cốt liệt sĩ được chuyển về Nghĩa Trang huyện, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của các gia đình liệt sĩ. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, rồi huyện ủy, ủy ban huyện, rồi các phòng ban chuyên môn của huyện, của tỉnh Lào Cai, và cái sự quan tâm của giúp đỡ tận tình của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Tây Ninh và Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Châu Thành và Ban quản lý Nghĩa Trang được sự quan tâm tiếp nhận hồ sơ, tức là tạo mọi điều kiện hướng dẫn cho gia đình như là di chuyển liệt sĩ anh tôi là về đến Nghĩa Trang Văn Bàn rất là suôn sẻ. Về góc độ ngành chuyên môn của huyện Bàn là rất là quan tâm, lại hướng dẫn trình tự thủ tục và hỗ trợ cái kinh phí di chuyển theo quy định, và tổ chức là tham mưu cho huyện là tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Thế mà khi được di chuyển tiếp nhận về Nghĩa Trang liệt sĩ Văn Bàn thì tôi thấy là các gia đình là rất là phấn khởi. Đấy, và cũng trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền để tiếp nhận những cái đề nghị của các gia đình di chuyển về Nghĩa Trang liệt sĩ Văn Bàn. Những sự quan tâm đó không chỉ là công việc, là nghĩa vụ, mà còn là sự sẻ chia, tri ân của những thế hệ đi sau với những chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Và đây cũng là nguồn động viên để thân nhân người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Phát huy truyền thống thì chúng tôi là do là anh trai của liệt sĩ Nguyễn Đức Hoàn, thì chúng tôi chỉ biết giáo dục con cháu và họ mạc anh em là chúng tôi đi đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đã ban hành để làm sao giữ vững cái truyền thống của gia đình có cách mạng. Những ngày tháng 7 này, các địa phương trong tỉnh đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân hướng về những gia đình thương binh liệt sĩ, những người có công và thân nhân của họ. Những ngôi nhà tình nghĩa đã được hoàn thành. Những món quà tuy nhỏ nhưng nặng ân tình được trao tay những mẹ liệt sĩ, những ngọn nến tri ân được thắp lên. Sự quan tâm của chính quyền các địa phương, các ban ngành tỉnh Lào Cai đã một lần nữa khẳng định giá trị truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc. Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Trước tình hình đó, ngày 15 tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định trích từ Quỹ Cứu trợ Trung ương số tiền 1,3 tỷ đồng chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 9 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La mỗi tỉnh 200 triệu đồng và Thái Nguyên, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hòa Bình mỗi tỉnh 100 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên nhằm hỗ trợ cho các gia đình có người chết, mất tích, bị thương, bị sập nhà hoàn toàn, đổ trôi do mưa lũ gây ra để các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống. Theo đó, gia đình có người bị chết, mất tích được trợ cấp 5 triệu đồng một người, gia đình có người bị thương nặng được trợ cấp 3 triệu đồng một người.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao Mặt trận Tổ quốc, Ban cứu trợ 9 tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai cứu trợ đến các gia đình bị thiệt hại, bảo đảm kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Như tin đã đưa, trong các ngày 16 và 17 tháng 7, trên địa bàn huyện Sapa đã xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 2, gây thiệt hại lớn cho địa phương, ước thiệt hại lên tới 3,7 tỷ đồng. Tính đến 17 giờ ngày 17 tháng 7, trên địa bàn của huyện đã xảy ra 13 điểm sạt lở với khoảng 760 mét khối đất đá, làm một người bị thương nhẹ, thiệt hại ước tính là 380 triệu đồng. 4 nhà dân, trong đó 3 hộ gia đình tại thị trấn Sapa và 1 hộ ở xã Sapa bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 570 triệu đồng. Mưa lớn cũng đã gây sạt lở nhỏ trên các tuyến đường tỉnh lộ 152, 155 và đường liên xã, làm hư hỏng đường cấp nước sinh hoạt ở các thôn, gây sụt lún làm nghiêng một số cột điện đường dây 35 kV lộ 372 Lào Cai Sapa đoạn qua địa bàn xã Trung Trải, đường dây 0,4 kV tại các xã Bản Khoang, Suối Thầu, Trung Trải. Mưa lớn kéo dài cũng đã làm trôi 2 chuồng nuôi nhốt gia súc tại xã Sapa, làm sạt sụt 30 mét kè đá của hộ dân, ước thiệt hại khoảng 120 triệu đồng. Làm đứt gãy khoảng 30 mét kênh mương tại 2 công trình thủy lợi ở các xã khu vực hạ huyện. Ngoài ra, thì mưa lũ cũng đã làm ngập úng 400 mét vuông diện tích lúa mùa của 2 xã là Sapa và San Xà Hồ, làm hỏng 80 chậu lan kiếm hồng hoàng. Tổng thiệt hại do hoàn lưu bão số 2 ước tính khoảng 3,7 tỷ đồng. Huyện Sapa đang chỉ đạo các lực lượng tích cực khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài gây ra trên địa bàn, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có sạt lở xảy ra. Cảnh báo và cắt cử lực lượng canh gác không cho người dân đi qua các gầm tràn khi xảy ra mưa lớn. Song song với đó, công tác hậu cần y tế được địa phương chuẩn bị chu đáo, chủ động các biện pháp cứu đói cho nhân dân trong trường hợp các tuyến đường giao thông bị vùi lấp, chia cắt. Đến nay, huyện Sapa đã di chuyển 55 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở an toàn. Cũng trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Simacai đã gây sạt lở, lở đất đá, làm ách tắc một số tuyến đường giao thông và ngập úng nhiều diện tích lúa hoa màu của nhân dân. Tính đến hết ngày 17 tháng 7, trên địa bàn huyện Simacai đã có 9 ngôi nhà bị đổ tường, 10 tuyến giao thông liên thôn bị sạt lở với khối lượng sạt gần 800 mét khối đất đá. Đặc biệt, phía sau điểm trường Chu Liền Trồ, xã Xín Chén xuất hiện vết nứt tả luy dương chiều dài 50 mét chạy dọc theo trường, nguy cơ sạt vào trường khoảng 500 mét khối đất đá. Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ 20 hectare lúa tại cánh đồng xã Cán Hồ, 0,2 hectare rau trái vụ tại xã Simacai. Tuyến quốc lộ 4D đoạn xã Lử Thẩn, Lùng Xui có nhiều điểm sạt lở gây ách tắc trong thời gian ngắn. Dự báo trong những ngày tới, tại Simacai vẫn có mưa lớn do địa hình đồi núi cao và dốc, đất đã thấm no nước, dễ gây sạt lở. Do vậy, việc cảnh giác chủ động đối phó với các tình huống xấu xảy ra, đặc biệt là di chuyển người dân hiện đang ở các khu vực nguy hiểm đến nơi trú tránh an toàn, đang được huyện Simacai khẩn trương thực hiện. Thông tin từ ông Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc Mì, huyện Bát Sát cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị điện giật tử vong trong lúc kéo thuyền vào bờ tránh lũ tại khu vực bờ sông Hồng thuộc thôn Minh Trang, xã Cốc Mì. Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc Mì cho biết, người bị thiệt mạng là ông Trần Huy Sinh, sinh năm 1974. Tai nạn xảy ra do nạn nhân bị vướng vào dây dẫn điện và bị điện giật trong quá trình đưa thuyền vào bờ neo đậu để tránh nước lũ sông Hồng dâng cao. Hiện ở khu vực xảy ra vụ tai nạn có rất nhiều thuyền bè đang neo đậu. Được biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ những thuyền bè không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, yêu cầu trục xuất ra khu vực sông suối biên giới. Theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ tư, thì kể từ ngày 1 tháng 8 tới, nhiều mức giá khám chữa bệnh mới sẽ tăng đối với những người không có thẻ bảo hiểm y tế. Nghị quyết quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm 1.916 dịch vụ, trong đó giá dịch vụ thấp nhất là 3.100 đồng, giá dịch vụ cao nhất là 18.134.000 đồng. Việc ban hành nghị quyết này nhằm thực hiện theo thông tư 02/2017 của Bộ Y tế. Có 3 nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ bảo hiểm y tế được điều chỉnh khung giá tối đa, đó là giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, giá dịch vụ ngày giường điều trị, giá dịch vụ kỹ thuật, phẫu thuật và xét nghiệm. Việc ban hành thông tư 02 của Bộ Y tế và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai là để bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ bảo hiểm y tế trong chi trả chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả từ 80 đến 100%.
người không có thẻ bảo hiểm y tế phải tự chi trả hoàn toàn. Vì vậy, bảo hiểm y tế sẽ hỗ trợ đắc lực cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của nhà nước. 6 tháng đầu năm, thu nhập của người lao động chưa theo kịp chỉ số giá tiêu dùng. Đây là đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh sau khi thống kê thu nhập của người lao động trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2017. Cụ thể, thu nhập bình quân của người lao động khối hành chính sự nghiệp là 5,8 triệu đồng một người một tháng, khối sản xuất kinh doanh là 6,5 triệu đồng một người một tháng, trong đó khối doanh nghiệp nhà nước là 8,5 triệu đồng một người một tháng, lao động khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thu nhập bình quân hàng tháng là 6,8 triệu đồng. Thu nhập bình quân thấp nhất của người lao động thống kê được là 2,5 triệu đồng một người một tháng. Môi trường lao động và điều kiện làm việc của người lao động trong các công ty doanh nghiệp đã được quan tâm và có nhiều cải thiện hơn. Một số công ty doanh nghiệp đã bố trí ăn ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ làm thêm giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thu nhập của một số người lao động còn thấp, chưa theo kịp chỉ số giá tiêu dùng. Vì vậy, cuộc sống sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, nhất là số lao động phổ thông, hợp đồng lao động ngắn hạn, số cán bộ không chuyên trách cấp xã. Trong những năm qua, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy chính quyền, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an huyện Mường Khương, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của toàn tỉnh nói chung và huyện Mường Khương nói riêng. Trong thành tích chung đó có công sức không nhỏ của lực lượng cảnh sát công an huyện. Họ luôn là lực lượng xung kích đi đầu trên mọi trận tuyến, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo được niềm tin yêu trong quần chúng nhân dân. Là huyện có đường biên giới kéo dài, tiếp giáp với huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nên Mường Khương luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Công an huyện Mường Khương đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, kiên quyết đấu tranh, truy quét các loại tội phạm nhằm đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, ông lên đây thăm thôn chúng tôi, bà con chúng tôi là người giáp biên, cách từ đây cách biên với nước bạn Trung Quốc là 3 km, thì cũng được sự quan tâm của các anh bên công an an ninh và chúng tôi đây thì cũng rất là ổn định. Để Mường Khương có được sự phát triển ổn định như hiện nay, không thể không kể đến lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, một lực lượng mũi nhọn trong điều tra các vụ án, trọng án tại địa bàn. Bất chấp khó khăn gian khổ, cứ có án xảy ra là những cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ lại đồng cam cộng khổ, tích cực hiệp đồng chiến đấu cho tới khi tìm ra thủ phạm. Chỉ tính trong tháng 7 năm 2017, đơn vị đã điều tra, bắt giữ và xử lý 34 vụ, 52 đối tượng vi phạm pháp luật, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2016, trong đó tội phạm về hình sự 18 vụ, 28 đối tượng. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng dân và Ủy ban huyện và trực tiếp là Đảng ủy, lãnh đạo huyện đã quan tâm chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ động nắm và dự báo, phân tích đánh giá đúng cái tình hình, đặc biệt là đội cảnh sát điều tra. Từ cái vấn đề nắm và đánh giá kỹ về dự báo tình hình, nắm chắc tình hình cơ sở, thì trong năm qua lực lượng công an huyện đã tập trung chỉ đạo khám phá nhiều các vụ án phức tạp về ma túy, về hình sự cũng như vụ án trọng án xảy ra đều đảm bảo kết quả đạt 100%. Hoạt động của các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Mường Khương cũng diễn ra tương đối phức tạp. 7 tháng năm 2017, lực lượng cảnh sát đội phòng chống tội phạm về ma túy công an huyện đã bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng, trong đó đơn vị khởi tố, điều tra, truy tố xét xử 1 đối tượng. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân, công an huyện Mường Khương đã tăng cường hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở, thực hiện ba cùng với nhân dân, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia tố giác các loại tội phạm. Đồng thời tổ chức đưa người phạm tội chưa đến mức truy tố về kiểm điểm, giáo dục tại cộng đồng dân cư và gia đình. Cách làm này có tác dụng giáo dục không chỉ với người phạm tội mà còn răn đe hiệu quả những người có ý đồ manh nha phạm tội. Công an huyện, lực lượng cảnh sát công an huyện đã tiến hành điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn một cách nhanh chóng, kịp thời. Về khó khăn thì báo cáo đồng chí, huyện Mường Khương là một huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa giáp biên, với lại tuyến biên giới, trình độ nhận thức của bà con đồng bào dân tộc còn gặp nhiều hạn chế, thì chúng tôi cũng đã có những cái hình thức và có những cái động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác,
vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho. Để làm tốt công tác chuyên môn thì công tác xây dựng lực lượng phải đặt lên hàng đầu, nên toàn thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát nói riêng và công an huyện Mường Khương nói chung luôn đồng sức, đồng lòng xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, nề nếp, chính quy, tinh nhuệ, chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, tự rèn luyện, phấn đấu hết mình trong công tác để giữ gìn an ninh trật tự, góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.